Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Laptop Đức Việt. Mình là Danh Hùng và ngày hôm nay người bạn đồng hành của tôi đó chính là chiếc Dell Precision 3510 Workstation, một dòng máy chạm phục vụ rất tốt trong công việc, tối đa hóa hiệu năng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một chiếc máy laptop đã qua sử dụng được bán tại Laptop Đức Việt với mức giá khoảng 14.500.000 đồng thì nó sẽ có đặc điểm nào có lợi cho người dùng và đặc điểm nào sẽ còn là hạn chế của nhà sản xuất cần khắc phục trong thời gian tới. Bắt đầu video thôi. Nhìn ngó một lượt qua ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một chiếc máy của Dell. Tuy nhiên nó đã có một cái form dáng nó đã mềm mại hơn và thẩm mỹ hơn khá là nhiều so với những dòng Dell mà chúng ta hay gặp. Các bạn có thể quan sát ở những cái phần góc bo tròn này, họ đã làm mềm mại hơn, vuốt vát trông nó mềm mại, nó thẩm mỹ hơn. Và đây cũng là một điểm cộng mình thấy rằng là chiếc Dell này nó mang đến, mặc dù là một chiếc máy chạm đề cao yếu tố hiệu năng và công suất làm việc, tuy nhiên thì về ngoại hình của nó cũng làm cho mình cảm thấy nó tương đối là dễ chịu và vừa mắt. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái lớp màu sơn đen được phủ gần như là toàn bộ diện tích của chiếc máy này. Và với cái phần khung vỏ làm bằng kim loại nguyên khối thì chiếc máy này thực sự nó rất là đầm chắc. Khi mà cầm lên thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là thực sự nó mang đến cảm giác rất là chắc chắn. Hơi đáng tiếc một chút thì cái phần vỏ ngoài chỉ là bằng nhựa mà thôi. Đây cũng sẽ là một điểm mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc trên dòng máy này. Tuy nhiên với chất liệu nhựa này thì mình cảm thấy rằng là nó cũng tương đối là nhám, sờ vuốt vào dễ chịu và được cái là nó cũng không bám nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Nhìn trông nó khá là sạch. Tiếp theo mình sẽ nhận xét thêm về cái phần bản lề. Thì nó cũng đi theo đúng cái cảm giác mà mình mô tả về cái phần khung vỏ ấy. Thì đó là sự chắc chắn. Thì cái phần bản lề của chiếc Dell Precision 3510 này cũng như vậy. Rất là chắc chắn luôn. Phải dùng một cái lực mà nó là tương đối lớn thì mới có thể di chuyển được cái phần bản lề này. Tuy nhiên cái sự chắc chắn này nó không mang lại cảm giác quá là khó chịu, mà mình cảm thấy nó đồng điệu với cả ngôn ngữ thiết kế chung của chiếc máy này. Một cái gì đấy nó đầm chắc, khỏe khoắn. Tiếp theo thì mình sẽ muốn chia sẻ với mọi người về cái trọng lượng của chiếc máy này. Đây cũng là một cái điểm cộng, mình nghĩ là như vậy. Với trọng lượng là 2,4kg, là một chiếc máy chạm 2,4kg và độ dày của máy là 22mm. Thì những cái thông số này mình cảm thấy nó vẫn tương đối là thân thiện với người dùng. Nó tất nhiên rồi, 2,4kg thì không thể nói là một chiếc máy nhẹ nhàng được. Tuy nhiên thì nó vẫn hoàn toàn có thể mang đi làm việc và di chuyển được. Tức là thường là cái dòng máy chạm ấy thì nó đề cao yếu tố hiệu năng, cho nên là cái vỏ của máy rồi cái phần trọng lượng máy, tất cả mọi thứ nó đều khá là to bản, nặng nề. Tuy nhiên với chiếc máy này thì mình cảm thấy là nhà sản xuất đã tương đối hài hòa được hai yếu tố đó. Và với một cái chiếc máy nặng 2,4kg này, màn hình trên 15 inch này, độ dày 22mm như thế này thì mình cảm thấy là cũng khá ok, gọi là chấm điểm trung bình ở cái phần trọng lượng của máy. Rồi, đấy là tổng quan về máy. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn về các cổng kết nối bên xung quanh nhé. Về hệ thống cổng kết nối trên chiếc Precision 3510 này cũng là một cái điều tương đối hay ho để mình có thể chia sẻ cho mọi người. Nếu chúng ta quan sát vào cạnh phải này và cạnh trái này, chúng ta sẽ thấy rằng là trời ơi, sao cái chiếc máy này là Workstation mà lại ít cổng kết nối đến như thế? Thì câu trả lời nó sẽ nằm ở phần cạnh sau. Tất cả các cổng kết nối mà không sử dụng quá thường xuyên thì Dell đã dồn hết ra cạnh sau, vào ngay cái phần dưới bản lề của chiếc máy này. Một thiết kế cũng rất là hay, tối đa hóa số lượng của những cổng kết nối mà chiếc máy này có thể sở hữu. Đồng thời là họ đã di chuyển cái cửa tản nhiệt sang bên cạnh trái như thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là chiếc máy này có cực kỳ đầy đủ các cổng kết nối để cho chúng ta tha hồ có thể trải nghiệm thực tế trong quá trình sử dụng mà chúng ta không bị thiếu thốn bất cứ cái gì. Chúng ta có Type-C này, chúng ta có khay thẻ nhớ này, chúng ta có cổng VGA này, HDMI này, khay SIM luôn, USB thì rất là nhiều. Cổng sạc bên phải chúng ta cũng sẽ có USB, khay khóa Kensington này, jack cắm tai nghe này. Đó, mình liệt kê qua một lượt như vậy thôi, mình không muốn đọc từng cái thì nó mất thời gian. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là nó có rất nhiều các cổng kết nối. Và với cách thiết kế này thì mình thấy rằng khá là hay. Khi mà trong quá trình sử dụng ấy, thì những cổng kết nối như thế này, khi mà cắm ở phần sau máy nó sẽ không gây cản trở hay vướng víu ở phần cạnh hai bên này. Thì chúng ta có thể thao tác làm việc di chuột hay là để tay để chân, nó khá là thoải mái, gọn gàng và đẹp đẽ. Đấy mình nghĩ rằng sẽ là một điểm cộng của chiếc máy này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang phần touchpad cũng như là phần keyboard để xem rằng là cái bàn phím của chiếc máy này là thiết kế ra làm sao nhé. Bàn phím của Dell Precision 3510 thì đập vào mắt mình đầu tiên đó là cảm giác về một cái layout trông nó khá là đẹp mắt, với thiết kế một cái bo chữ nhật
tạo phần tách biệt ra so với phần còn lại của máy. Trông cái phần bàn phím nó nổi bật hơn và tạo sức hút hơn khi mà chúng ta nhìn vào đây. Về phần trải nghiệm thì mình thấy rằng là độ phản hồi của bàn phím là tương đối tốt, hành trình phím thì sâu. Tuy nhiên cái diện tích trên từng ô phím thì nó hơi nhỏ so với tay của mình, và mình có cảm giác là nó không được phóng khoáng cho lắm khi mà mình gõ. Nó hơi có cảm giác phải dè dặt, và thời gian đầu thì mình cũng cần một chút để có thể làm quen và gõ nó không bị chật phím. Tuy nhiên thì cái này là cái cảm giác cá nhân thôi, mình nghĩ nó không quá quan trọng. Quan trọng là cái hành trình phím cũng như là cái độ phản hồi của phím là tương đối tốt. Đây là một dạng bàn phím full size có đầy đủ các phím 5 lock để cho chúng ta có thể thao tác, và mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một loại bàn phím nó phù hợp với những ai mà phải gọi là sổ sách công việc liên quan đến số má nhiều, thì đây cũng sẽ là một cái bàn phím giúp chúng ta thao tác tương đối là dễ dàng. Ở phần phía dưới với phần touchpad thì chúng ta sẽ có một cái ô touchpad, mình đánh giá là nó hơi bị nhỏ một chút so với cái chỉnh thể chung của máy. Cảm giác khi mà mình vuốt chạm vào đây thì nó hơi rít tay. Tuy nhiên cái rít ở đây nó mang lại cảm giác nó chắc chắn đấy, nó không bị quá trơn. Với mình thì mình sẽ thích kiểu này hơn. Mình sẽ không thích cái cảm giác nó quá là trơn trượt trên cái touchpad này. Chúng ta sẽ có hai phím chuột trái chuột phải ở cạnh dưới về phần touchpad, còn ở cạnh trên chúng ta cũng sẽ tiếp tục trang bị thêm 3 phím bấm nữa. Thì đây cũng sẽ là một cái hệ thống phím bấm giúp cho chúng ta có thể thao tác máy dễ dàng hơn. Bởi chính giữa bàn phím thì có một cái checkpoint để cho chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà với mình thì gần như mình không bao giờ sử dụng cái checkpoint này, và đặt ở đây thì trông nó cũng hơi bị thiếu thẩm mỹ nữa, nên với mình thì mình không quá thích. Không biết với nhu cầu sử dụng của mọi người thì sao. Ok, đó là bàn phím, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cái màn hình của chiếc đeo này nhé. Trong phân khúc giá 14 triệu rưỡi thì mình đánh giá đây sẽ là một chiếc màn hình ở mức độ trung bình, chấp nhận được, trung bình khá. Nó có một vài những ưu điểm nhưng mà nhìn chung thì nó cũng không phải là một màn hình quá là xuất sắc. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ bù đắp lại ở phần hiệu năng. Thế còn màn hình của nó sẽ là một cái màn hình 15,6 inch này, Full HD, đấy là những yếu tố đầu tiên. Tuy nhiên cái điểm yếu của nó sẽ là cái độ sáng màn hình không phải quá cao, chỉ là 200 nit. Như vậy là chúng ta sẽ làm việc gọi là tối ưu nhất, lý tưởng nhất tại trong phòng thôi. Điều kiện ánh sáng là đèn trong phòng. Còn nếu mà chúng ta mang ra ngoài làm việc thì ánh sáng ngoài trời nó sẽ là một cái cản trở khá lớn với cái màn hình này. Mặc dù cũng đã có lớp chống chói rồi nhưng mà độ sáng hơi thấp, cho nên là mình nghĩ rằng là nó sẽ không ok nếu mà chúng ta làm việc bên ngoài. Tiếp theo nữa là cái bảng màu của cái khả năng hiển thị màu sắc của chiếc máy này nó cũng tương đối là vừa phải và khiêm tốn, khi mà nó chỉ đạt 62% độ phủ trên bảng màu sRGB và bảng màu Adobe RGB chỉ là 39,6%. Đấy, thì với những thông số đó và qua quá trình mình trải nghiệm thì mình thấy rằng đây sẽ là một cái màn hình ở mức trung bình khá, đáp ứng được những cái nhu cầu bình thường của việc sử dụng. Còn nếu mà chúng ta khá là kỹ tính hay là mong muốn một cái màn hình nó phải gọi là mướt mát, nó phải đẹp lung linh thì đây sẽ chưa phải là một cái màn hình đáp ứng được cho bạn nhu cầu đấy. Nhưng mà tiền nào của nấy thôi, trong cái mức giá này thì mình nghĩ rằng màn hình này là ok, cũng khó để chê, nó là mức trung bình chấp nhận được. Rồi tiếp theo sẽ là một thứ mà mình tin rằng sẽ rất rất nhiều người quan tâm đến chiếc máy này, đó chính là cấu hình của máy. Bắt đầu tìm hiểu nhé. Khi mà sở hữu chiếc Dell Precision 3510, tức là chúng ta đang làm việc trên một cỗ máy với con chip xử lý, đó chính là Intel Skylake i7-6820HQ, cùng với đó là sự hỗ trợ của card đồ họa rời AMD Fire Pro W5130M. Cùng với đó là chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của 8GB RAM này, ổ cứng SSD 256GB. Những thông số quá ấn tượng và rất hấp dẫn với một chiếc máy như thế này, đảm bảo cho chúng ta với tất cả các tác vụ làm việc thông thường thì chúng ta không bàn gì cả. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng đến những phần mềm đồ họa, mình ví dụ cho các bạn là chúng ta xuất một file Adobe Premiere, xuất một cái video khoảng 4K trong vòng khoảng 5 phút với có cả effect, có cả add-on các kiểu, thì chúng ta sẽ mất khoảng 15 phút để render xong. Mình đã test thử và thực sự là cái sức mạnh và cái sự vận hành mượt mà của chiếc máy này làm cho mình cảm thấy rằng là khó có một cái công việc nào hoặc là một cái tác vụ nào mà làm khó được cái sản phẩm này. Còn nếu mà chúng ta muốn tích hợp với cả việc chúng ta chơi game và giải trí thì với những cái tựa game cơ bản như kiểu FIFA Online 4 thì máy đạt được 60fps một cách rất là dễ dàng. Còn với những tựa game nặng hơn thì chúng ta sẽ đạt cái mức FPS ở mức đủ chơi vừa phải. Như vậy là mình đánh giá rằng là với
con chip và các đồ họa cũng như là những cái thông số bên trong của cấu hình máy này thì nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta rất rất nhiều những cái tác vụ làm việc và nhu cầu giải trí khó có thể đòi hỏi hay là tìm kiếm một cái gì mạnh mẽ hơn ở trong phân khúc giá này nữa. Một cái cấu hình quá ổn đến từ Dell Precision 3510. Tổng kết lại ở đây thì mình thấy rằng đây sẽ là một dòng máy chạm có kích thước vừa phải, không quá nặng nề và làm chúng ta cảm thấy bị ngại ngùng hay là lười biếng khi mà chúng ta mang đi làm việc mỗi ngày. Màn hình vừa phải, bàn phím, thiết kế các thứ vừa phải, cấu hình thì mạnh mẽ và mức giá thì rất là phải chăng. Đó là ý kiến của mình. Không biết mọi người rằng là với cái nhu cầu sử dụng hay là cái góc nhìn của mọi người chiếc máy này nó có ưu và nhược điểm ra sao, có thể comment bên dưới đây cho chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ dành tặng một chút thời gian để ấn like cũng như subscribe kênh của Laptop Đức Việt, giúp bọn mình có thêm động lực để mang đến những nội dung tốt hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.